Xin chào các bạn, đã quay lại kênh Du lịch Toàn Thư Channel. Hôm nay Lâm sẽ nói về chủ đề là khá là quan trọng của một người đàn ông, đó là cầu hôn một người phụ nữ. Người mà mình yêu nhất có những cách cầu hôn rất là khác nhau. Họ chọn cái cách thức là mộc mạc, chân thành, hoặc là họ chọn những cách thức là lãng mạn. Rồi có những người họ chọn, họ đầu tư vào cái việc là nơi chốn, đó là những cái nơi công cộng, hoặc những cái bãi biển, hay là những cái nhân dịp mà cái sự kiện. Và cho dù là lý do nào đi nữa, chốt là một điều là nếu thành công thì bất tuyệt vời, còn nếu mà nhưng mà các bạn hãy yên tâm, nếu như các bạn mà muốn cầu hôn thì cứ liên hệ Tâm, Tâm sẽ hướng dẫn bảo đảm 100% là thành công. Nhưng nhớ, trước khi mà muốn Tâm hướng dẫn về cái việc mà cầu hôn thành công 100% á, thì hãy nhớ click like và đăng ký kênh của Tâm nhé. Còn thật ra thì hôm nay cái Tâm muốn nói là cái việc về một cái nơi chốn lãng mạn để cầu hôn, đây là một cái việc xúc tác để thành cầu hôn và được tỷ lệ công cao hơn. Nói như vậy thì cũng không phải là gì để ghê gớm, nhưng mà nếu ở Sài Gòn chúng ta mà chúng ta tìm một cái vị trí, một cái địa điểm nào mà nó lãng mạn, nó thơ mộng mà chúng ta làm cái việc này, và cái chỗ mà Tâm muốn giới thiệu cho mọi người đó là một cái bờ sông, cái cầu đó là Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao. Vậy thì hôm nay là Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn về Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao, nó thơ mộng như thế nào, nó lãng mạn đến như thế nào để mà chúng ta chọn cái nơi này. Nếu như chúng ta có dịp dẫn người yêu, dẫn những cái cờ rút của chúng ta đến đây chơi, đây là một nơi chốn đủ lãng mạn để chúng ta thổ lộ những vấn đề về yêu thương hoặc là chuyện lứa đôi của hai người. Ok, vậy chúng ta bây giờ chúng ta phải đi đến Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao để chúng ta biết tận tường nó như thế nào nhé. Xin mời. Khu vực Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao là nằm ở trong khu đô thị mới của Phú Mỹ Hưng, quận 7, nằm trong cái khu cụm khu thương mại Regent Mall của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái công trình được lấy cảm hứng từ nước. Tên gọi Hồ Bán Nguyệt là do nó có hình dạng bán nguyệt nên được gọi là Hồ Bán Nguyệt, và nó cũng là tên của trong cụm khu thương mại ở đây là Regent Mall. Hiện nay Hồ Bán Nguyệt là một trong những cái điểm đến rất là lãng mạn với những cái khung cảnh lung linh lấp lánh về đêm, và đây chính là một thiên đường cho những cái vị khách tìm đến sự thoải mái, sự bình yên bởi không gian rộng lớn và thoáng đãng của nó. Nếu như chúng ta chọn cái điểm xuất phát của mình là từ quận nhất để đi đến Hồ Bán Nguyệt cầu Ánh Sao này thì chúng ta sẽ mất khoảng 25 đến 30 phút nếu như không có kẹt xe nha các bạn. Chúng ta có thể là lựa chọn hai con đường từ hướng quận 4 đi qua, đó là khu bên cầu Tân Thuận để đi ra ngã tư giao lộ của Nguyễn Văn Văn Linh, và chúng ta rẽ phải chúng ta đi về khu vực thương mại Hồ Bán Nguyệt này, hoặc là chúng ta có thể đi về từ hướng tây quận 7 để chúng ta đi ngược về Nguyễn Thị Thập, đi ra hướng Nguyễn Văn Linh để chúng ta về cái khu vực trung tâm thương mại Regent Mall. Phía xa đằng kia là một cái dãy màu sắc rất là sặc sỡ nằm phía gần cuối của Hồ Bán Nguyệt, đó chính là cầu Ánh Sao. Tên gọi cầu Ánh Sao bởi lẽ về đêm của nó là tầm khoảng 7-8 giờ và cầu được lên đèn trông không khác như là một cái dãy ánh sáng, tựa như một dãy vì sao nằm lấp lánh và nằm ở lưng chừng bầu trời, tạo nên một cái khung cảnh vô cùng lãng mạn và huyền ảo ở đây. Cầu được sử dụng với một kỹ thuật màu đèn màu nước dựa trên những cái nguyên lý khúc xạ ánh sáng, làm cho cái cầu trở nên lung linh thơ mộng, và đây chính là một chốn hò hẹn lý tưởng của những đôi trai gái trẻ, à mà không, người lớn cũng được nha. Theo tôi là người lớn cũng được. Thỉnh thoảng thì cũng có một số gia đình họ cũng dẫn những con cái họ đến đây, họ là giống như một cái bít tích nhỏ cho gia đình của họ trong một cái buổi tối bình yên. Riêng về cầu Ánh Sao thì chiều dài của nó là khoảng 154 mét, với một cái dáng hình cong cong như là mặt trăng. Dọc theo chiều dài cầu được gắn những cái đèn led mà thay đổi màu liên tục, và nó khiến cho những cái người mà trên cầu có cái cảm giác như mình đang sải bước trên những cái vì sao. Phía hai bên cầu thì là hai cái quảng trường rất là rộng, mỗi đầu thì là mô phỏng những cái hình tượng khác nhau. Phía bên bờ tây thì nó là mô phỏng là nửa mặt trăng. Phía bên bờ đông thì là quảng trường, nó có những cái biểu tượng là mô phỏng hình mặt trăng. Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao đã hợp thành một cái vùng huyền ảo, lãng mạn và yên tĩnh, nằm ở một cái khu vực xa xỉ và đắt đỏ ở Phú Mỹ Hưng. Nhưng các dịch vụ ăn uống ở đây thì nó không cao lắm. Chúng ta có thể dùng một tách cà phê, một ly nước chảy khác, hoặc là một hai cốc bia nào đó để ngắm những cái mặt hồ yên tĩnh, và thi thoảng của nó có một hai chiếc cano chạy lướt qua ở ngoài kênh lớn. Và nó thật lãng mạn hơn nếu với chúng ta có những cái cuộc hẹn với những cái cờ rút của chúng ta để có thể đi cùng dạo bước trên những cái bờ hồ này, và đi dạo bước xung quanh trên cái cầu Ánh Sao để có một cái buổi tối đẹp và thơ mộng. Với một thời tiết đẹp nữa thì là càng là lãng mạn.
và các bạn nhớ đấy, một cái khung cảnh hữu tình như thế này thì các bạn nếu như có cơ hội thì các bạn cũng nên tỏ tình với cái người yêu của chúng ta. Nhưng mà nhớ nha, nếu mà muốn đảm bảo mà cầu hôn mà thành công một tuyệt đối 100%, nhớ phải gọi cho tôi sẽ bảo đảm cho tư vấn một cách đầy đủ thông tin và chi tiết. Nhưng với một điều kiện là trước khi gọi cho tôi thì các bạn phải nhớ click like và đăng ký kênh của tôi nhé. Trong cái tình yêu thì người ta nói là, nhất là việc cầu hôn, đừng vội vàng mà làm cho nàng khó xử. Ở đây thì Tâm thấy là cái cầu ánh sao nó cũng hơi thấp, lỡ mà cầu hôn mà nó thất bại hay là nhục nhục lắm thì các bạn nhảy xuống là cũng không thích nhục được đâu. Đặc biệt là vào cái khu vực này, đặc biệt vào những ngày lễ này, Giáng sinh hay là những ngày Tết Nguyên Đán nữa, thì xung quanh bờ hồ hay trang trí rất là đẹp. Họ tạo thành những một cái cung đường tràn ngập những hoa và ánh sáng và những sắc màu với những không khí hưởng lễ, và tất nhiên là sẽ làm bạn háo hức không thôi. Bây giờ thì chúng ta phải trải nghiệm đi một vòng ở đây, hồ Bán Nguyệt và cầu ánh sao. Xin mời các bạn. Đúng vậy, hồ Bán Nguyệt và cầu ánh sao là một cái điểm đến lý tưởng của các đang sắp yêu nhau, và họ hẹn đến đây để tận hưởng một không gian bình yên, lung linh sắc màu với những chiếc cầu ánh sao để ngắm những cái mặt hồ Bán Nguyệt thơ mộng. Và các bạn đừng quên là bon chen để sở hữu cho mình một bức ảnh check-in cực chất tại nơi đây nhé.